Duma xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình lại tiếp tục trả lời những câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho mình qua chuyên mục hỏi đáp nhanh. Bài hôm nay mà mình chọn cho các bạn là một bài liên quan đến phần cực trị số phức và mình cũng đã giải khá nhiều bài cực trị số phức. Tuy nhiên trong bài toán này nó khá đặc biệt bởi vì bài toán liên quan tới ba biến phức và phương pháp để giải bài toán này mình vẫn sử dụng phương pháp quen thuộc đó là phương pháp hòa hình. Nào chúng ta hãy bắt đầu với bài toán ngay sau đây nhé. xét các số phức Z, W, U thỏa, mô Z bằng 1, mô W bằng 2, mô U bằng 3. Và mô của Z cộng W U bằng mô của U cộng Z W. Giá trị lớn nhất của biểu thức mô của Z U bằng đáp án A là căn 10, đáp án B là 2 căn 3, đáp án C là căn 14 và đáp án D bằng 4. Đầu tiên mình sẽ gọi ABC là ba điểm lần lượt biểu diễn số phức Z, W và U. Như vậy dựa vào cái dữ kiện đó là mô đun của số phức Z bằng 1, mô đun của số phức W bằng 2 và mô đun của U bằng 3 Ta có thể dễ dàng suy ra được 3 điểm ABC nó sẽ lần lượt thuộc đường tròn tâm mô có bán kính lần lượt là NR1 bằng 1, NR2 bằng 2 và NR3 bằng 3 Ở đây thì việc mà tìm cái quỹ tích điểm biểu diễn số phức thỏa mãn cái biểu thức mô đun của Z bằng 1 hay mô đun của W bằng 2, mô đun của U bằng 3 thì nó khá là dễ dàng Ví dụ như khi các bạn đi tìm quỹ tích cổ điểm biểu diễn số phức Z Tức là điểm A mà thỏa mãn mô đun Z bằng 1 Các bạn chỉ gọi số phức Z là x cộng y các bạn thế vào Các bạn sẽ ra được cái phương trình đường tròn Nó sẽ có dạng là x bình phương cộng y bình phương bằng 1 Là tương tự như vậy đối với số phức W và số phức U Các bạn cũng làm tương tự và các bạn sẽ có được kết luận như trên Cái phần này cũng khá là dễ dàng rồi nhé các bạn Tiếp đến thì chúng ta sẽ xét đến cái biểu thức đó là mô đun Z cộng W trừ cho U Bằng mô đun của Z trừ U cộng W thì ở đây mình sẽ gọi số phức Z có dạng là x1 cộng y1 y Số phức W là x2 cộng y2 y Và số phức U có dạng là x3 cộng y3 y Các bạn thế vào nhóm phần thực phần nào lại với nhau Sau đó các bạn đi tính mô Và trong quá trình tính mô thì các bạn là tự bình phương luôn cho nó tiện Ta sẽ có cái đẳng thức nó sẽ tương đương như sau x1 cộng x2 trừ cho x3 tất cả bình phương cộng cho y1 cộng y2 trừ y3 tất cả bình phương sẽ bằng là x1 trừ x2 cộng x3 tất cả bình phương cộng cho y1 trừ y2 cộng y3 tất cả bình phương. Đến đây các bạn nhớ cho mình cái công thức đó là a cộng b cộng c tất cả bình phương thì chính là bằng a bình cộng cho b bình cộng c bình cộng 2ab cộng 2bc cộng 2ac. Các bạn áp dụng vào để các bạn phá ra cho nó nhanh nhé. Và ở đây thì mình sẽ làm tắt một tí xíu. Ở chỗ là khi phá ra thì các bạn đều thấy là vế bên trái và vế bên phải đều xuất hiện x1 bình, x2 bình, x3 bình và y1 bình, y2 bình, y3 bình. Do vậy các bạn có thể triệt tiêu được hết cho nhau. Như vậy sau khi phá và rút gọn những cái giá trị bình phương, ta sẽ có được cái kết quả còn lại như sau. Ở vế trái chính là 2x1, x2 trừ cho 2x1, x3 trừ cho 2x2, x3 cộng cho 2y1, y2 trừ 2y2, y3 trừ cho 2y1, y3. Và tương tự như vậy với bên phải của mình cũng sẽ có một cái kết quả đó là trừ 2x1, x2 trừ 2x2, x3 cộng cho 2x1, x3 trừ cho 2y1y2, trừ cho 2y2y3, và cộng cho 2y1y3. Đến đây thì biểu thức bên phải các bạn ném hết qua với bên trái, đồng thời các bạn rút gọn lại cho nhau. Ta sẽ có được kết quả 4x1x2, trừ 4x1x3, cộng cho 4y1y2, trừ 4y1y3. Đến đây thì mình sẽ rút gọn cho 4, đồng thời mình sẽ nhóm cái x1x2 và y1y2 làm một nhóm, và nhóm thứ hai đó là trừ x1x3, trừ y1y3, làm thành một nhóm. Thì như vậy lúc này chúng ta sẽ có được kết quả tương đương như sau đó là x1 x2 cộng y1 y2 trừ cho x1 x3 cộng cho y1 y3 bằng 0. Các bạn để ý thấy là với cái biểu thức x1 x2 cộng y1 y2 thì đây chính là tích vô hướng của hai vectơ OA nhân cho vectơ OB. Còn x1 x3 cộng cho y1 y3 thì nó là kết quả của tích vô hướng vectơ OA nhân vectơ OC. Các bạn có thể kiểm tra lại nhé các bạn. Đây cũng là một kiến thức cơ bản mà chúng ta cần phải nắm. Như vậy nó tóm lại chúng ta sẽ tương đương với cái điều như sau Đó là vector OA nhân vector OB Trừ vector OA nhân vector OC Bằng là 0 Thay thế tương đương Lấy vector OA làm nhân tử chung Bên trong sẽ còn là vector OB trừ vector OC Bằng 0 Hay tương đương là vector OA nhân vector CB Bằng 0 Và các bạn thấy là tích vô hướng của hai vector bằng 0 Điều này có nghĩa là hai đường thẳng OA và BC Nó sẽ vuông góc với nhau như vậy dựa trên hình vẽ các bạn sẽ thấy được rằng là điểm A sẽ chạy trên đường tròn O có bán kính là 1 Điểm B cũng chạy trên đường tròn tâm O có bán kính là 2 Và điểm C cũng chạy trên đường tròn tâm O bán kính là R3 bằng 3 Và vị trí của điểm B, điểm C thì lúc nào nó cũng vuông góc với OA Hay nói khác là đường thẳng BC nó sẽ chạy dọc và vuông góc với đường thẳng OA Đến lúc này thì chúng ta xét cái biểu thức cần tìm mắc min Đó là biểu thức P bằng là module Z trừ cho U hay đưa về độ dài thì nó chính là bằng đoạn AC. Như vậy thì khi mà đường thẳng BC thay đổi thì rõ ràng là độ dài AC cũng thay đổi và dựa vào hình vẽ chúng ta dễ dàng thấy được đường thẳng BC nó sẽ nằm ở cái vị trí nó chính là tiếp tuyến của đường tròn tâm mô bán kính R2 trong đó B là tiếp điểm như hình vẽ các bạn thấy. Với cái vị trí này thì độ dài AC nó sẽ đạt giá trị là lớn nhất. Đến đây thì chúng ta sẽ chỉ cần đi tính AC là xong. Thì để đi tính AC trước tiên thì các bạn cần phải đi tính BC Bằng cách là chúng ta sẽ xét cái tam giác vuông OBC Trong đó chúng ta có được là OB thì bằng 2 OC thì bằng 3 Do vậy chúng ta dễ dàng tính ra được BC bình Chính là bằng là OC bình trừ OB bình Hay bằng là R3 bình trừ R2 bình và bằng 5 Hay tương đương là BC sẽ bằng là căn 5 Mặt khác thì dựa trên hình vẽ các bạn dễ dàng là thấy được là độ dài AB chính là bằng 3 như vậy lúc này áp dụng Pythagore trong tam giác vuông ABC Chúng ta sẽ có được là AC chính là bằng căn của AB bình cộng cho BC bình Hay chính là bằng là căn của 3 bình cộng cho 5 bình và bằng là căn 14 Và chúng ta sẽ chọn đáp án là C Như vậy thì trong bài này mình đã sử dụng phương pháp hình học Đây là một trong những phương pháp mà tiếp cận giúp cho các bạn dễ hiểu bài toán hơn Và dĩ nhiên trong bài toán này cũng có một số phương pháp khác Các bạn cũng có thể tự tìm hiểu thêm Vậy nhé, trong quá trình mình giảm bài toán này Nếu bạn chưa hiểu chỗ nào, đừng ngại để lại vài dòng bình luận bên dưới cho mình được biết mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời nếu là đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Umat TV. Mến chào và chúc các bạn một ngày học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các câu hỏi tiếp theo cũng trong chuyên mục hỏi đáp nhanh này.